Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đến với kênh Thắng Vlog của em. Ngày nay cũng chia sẻ câu chuyện anh Luân dùng tác động vật lý đối xử chị Giao và gia đình. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ta và cùng lắng nghe ạ. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn ta vừa nghe âm thanh được biết đúng không ạ? Anh Luân dùng tác động vật lý như thời Trung Cổ, cổ đại. Sau đây mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn ta và cùng em và nghe và tìm hiểu anh Luân dùng tác động vật lý như nào ạ? Bố ơi, 9:33 rồi đúng không ạ? Vâng.
Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, ta vừa nghe được âm thanh và anh Luân dùng tác động vật lý đối xử chị Giao như thời cổ đại. Thì như là cô chú, anh chị và các bạn ta vừa nghe được biết, đúng không ạ? Cô chú, anh chị thì các bạn thấy video hay, có ý nghĩa trong cuộc sống. Cô chú, anh chị các bạn ta bớt chút thời gian, ấn nút like và đăng ký kênh, thì nút chuông để mình nắm bắt được thông tin sớm nhất trên hàng ngày. Sau đây xin phép xuống like. Xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn. Một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Sao em xin hết ạ.